À, chào các bạn. Hôm nay mình nhận được con MacBook Air A1466 nha các bạn. Đây, mã men của nó. Tám hai không 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 một sáu năm gạch 02 nha các bạn. À, mã men. Hiện trạng của con này là cắm dắt nguồn, led adapter sáng nha các bạn. À, cắm cắm adapter thì cái đèn led của adapter sáng ok, nhưng không kích được nguồn. Bây giờ mình sẽ cắm cho các bạn coi. Rồi ok nha các bạn, đây led vẫn sáng. À, led sáng, led ok. À, nhưng không có nguồn nha các bạn, nhưng không kích được nguồn, sorry, không kích được nguồn. À, ở đây mình đo sơ bộ một số cái nguồn. À, tại đây mình đo cái nguồn cấp tại chưa con cầu chì F7140 nha các bạn. Đây mình sẽ đo nguồn cấp để xem cái có nguồn adapter vào chưa. Rồi ok, mình sẽ đo nguồn nguồn cấp tại cầu chì F7140 nha các bạn. Rồi sorry. Rồi có nguồn tại cầu chì F7140 nha các bạn. Ok. À, có nguồn tại cầu chì F7140. Rồi mình sẽ kiểm tra nguồn 3V 42 nha các bạn. Nguồn chờ 3V 42. Để mình dò ngay cái con 3V42. Đó là tại con U7090 nha các bạn. Mình sẽ đo ngay cuộn dây là L7095. À, xem có nguồn 3V, nguồn chờ 3V 42 chưa, 3.42 chưa. Ok, bây giờ mình sẽ sệt cái bo view nha các bạn. Đến cái cuộn dây L7095. Ok, tại vị trí đây. Đây là L7097095 nha các bạn. 3V 42. Rồi ok, có 3.42 chuẩn luôn nha các bạn. Rồi. Nguồn chờ 3.42 có. Nguồn chờ 3.42 có. Ok, nguồn nguồn sạc vào có nha các bạn, nguồn sạc tại cầu chì. Có luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đo thử coi cái nguồn kích, nguồn 3V kích có chưa nha các bạn.
Rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra ngay cái dắt bàn phím nha các bạn, đó là J4008. Đây. Thì để mà mình xem coi cái chân nó là chân số mấy. Ok các bạn, đó là SMC on up là chân số 20 nha các bạn. Bây giờ mình dò coi xem có nguồn kích chưa, chân số 20. Ok. Rồi, có nguồn kích luôn nha các bạn. Có nguồn nguồn kích tại chân 3.42 luôn, SMC on up. Nhưng mà mình kích không có tác dụng. Bây giờ mình sẽ quan sát bằng mắt thường trước. Xem cái men này có hiện tượng vô nước gì hay không. Dẫn đến là máy không kích được nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ quan sát xem máy này có bị hiện trạng vô nước hay không nhé các bạn. Tại thường cái dòng mấy cái dòng MacBook này cái men nó nhỏ, cái đường mạch nó rất là mỏng và rất dễ bị oxy hóa, bị vô nước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quan sát bằng mắt trước. Thường mình sẽ tập trung vào các chân của con mấy con IC nha các bạn. Đó, xem có hiện tượng bị rỉ sét gì mấy cái chân của mấy con IC hay không. Ồ, như vậy mình phát hiện nha các bạn. Mình phát hiện tại cái con TPS 51980. Để mình xem SIMA đây là nguồn gì đây. Có hiện tượng vô nước nha các bạn. TPS 51980A. Ồ, như vậy đây là nguồn 3.5V nha các bạn. Đây là nguồn 3.5V và hiện trạng nó đang bị vô nước và mấy cái chân nó bị rỉ sét hết. Đó là con U7501. Nguồn 3V nha các bạn, nguồn 3.5V. Đây. Rồi mình đưa ra cho các bạn coi. Chân bị rỉ sét hết nha các bạn. Đây. Hiện trạng là cái chân này nó bị rỉ sét nha các bạn. Tối quá ta. Đây. Để mình mở cái đèn lên để cho sáng. Rồi đây. Chân sáng nha các bạn. Cho các bạn coi quan sát. Đó. Đó, cái chân nó bị đó, mình cho các bạn quan sát. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý cái khu vực mà bị rỉ sét này nha các bạn. Để xem như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành
Rồi, ok nha các bạn, mình vừa hàn xong con IC và C là cái chân. Quá tức. Rồi. Quạt đã quay nha các bạn. Ok các bạn. Nhớ như vậy là máy đã khởi động nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh tản nhiệt lại và gắn vào màn hình xem máy có xuất hình hay không nha các bạn. Thêm miếng tản nhiệt cho CPU nè. Rồi, quạt quay này nha các bạn. Ok các bạn. Đây, quạt đã quay. Rồi, ok. Ok nha các bạn. Như vậy tóm lại ở cái con A1466 này nó bị vô nước tại nguồn 3 năm nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý xong thì máy đã lên hình. Ok. Rồi. Như vậy mình xin tạm dừng cái video clip mình tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.